Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải triển khai lắp đặt camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải đúng thời hạn theo Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng lộ trình quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đồng thời nghiên cứu đề xuất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với lái xe. Theo Nghị định 100 năm 2019, thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, xe không lắp camera giám sát hành trình sẽ bị phạt tới 12 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa không lắp camera theo quy định hoặc có lắp camera nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe, kể cả người lái xe, trong quá trình xe tham gia giao thông. Đối với doanh nghiệp, phạt tiền từ 5 triệu đến 6 triệu đồng, từ 10 triệu đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải không lắp camera theo quy định. Theo quy định, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả người lái xe trở lên, xe container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe, bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống cửa xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Việc lắp đặt camera theo dõi giám sát phát hiện ghi nhận các hành vi vi phạm quy định pháp luật của người lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bất chấp biển cấm, lệnh cấm, tình trạng xe quá tải trọng có dấu hiệu quá khổ, quá tải, ngang nhiên vận chuyển cát trên các tuyến đường mỗi ngày gây bức xúc cho người dân. Hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc xử lý triệt để. Trên đường huyện 71, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, hàng ngày có khá nhiều xe vận chuyển cát xây dựng, che đậy qua loa, thường xuyên làm rơi vãi đất xuống lòng đường. Đường hỏng xuống cấp nghiêm trọng do xe chở quá tải, khói bụi khi trời nắng và lầy lội khi trời mưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến nhân dân sinh sống dọc tuyến đường vô cùng bức xúc. Tại khu vực bến bãi xã Phú Thịnh, xã Bay Động, xe ra vào chở hàng tấp nập và chạy trên đường D378 và đường huyện 7173, địa bàn huyện Kim Động, nhưng không thấy bất cứ lực lượng nào kiểm tra xử lý xe quá tải. Nhà tôi ngay đường đây, con cháu tôi ở ngay trên đường, cứ có xe chạy là không ngủ được. Còn ngày thì bụi lắm, nó như khỏa mù, xe cát nó kiểu nó đóng đầy, nó vương ra đường, xe chạy suốt đi. Từ đây mà ra đến đây hơn chục vụ chết người rồi. Dọc tuyến đê sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh có 35 bãi bốc xếp chứa chất vật liệu xây dựng không có phép. Theo quy định, từ tháng 5 bước vào mùa mưa bão, các bến bãi này phải ngừng hoạt động nhưng hiện nay vẫn hoạt động tấp nập mà không bị xử lý. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, các bến bãi không phép chủ yếu tập trung ở huyện Khói Châu 7 bến, huyện Kim Động 5 bến, thành phố Hưng Yên 10 bến và huyện Tiên Lữ 14 bến. Các bến bãi này không chỉ gây mất an toàn hệ thống đê điều mà còn tiếp tay cho vấn nạn khai thác cát trái phép và tình trạng xe quá khổ quá tải, phá đát mặt đê các tuyến đường giao thông. Ở Mai Động là có hai bãi cát vật liệu xây dựng. Trong cái lúc mà bà con nhân dân mà có phản ảnh thì chúng tôi cũng đã gọi doanh nghiệp đến tại Ủy ban Nhân dân xã để trao đổi và sẽ thông tin cụ thể để cho các chủ doanh nghiệp nắm bắt được và cũng hạn chế cái việc quá khổ quá tải. Tình trạng để xe quá tải tung hoành ngang dọc trên nhiều tuyến đường kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp tới đời sống người dân, làm nhiều tuyến đường tiền tỷ nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, nhưng hiện vẫn không thấy cơ quan chức năng xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.